thầy sẽ là thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 11 giờ sáng nha mọi người nha. Và chúng buổi livestream của thầy sẽ không quá dài đâu. Thầy sẽ cố gắng để nó tầm khoảng 30 phút thôi, để cho các bạn học sinh mà những người không tham gia được buổi livestream này đều có thể xem lại. Đó, tự học ở nhà được đúng không mọi người? Trời ơi, nhiều người quá vậy. Yes. Thả tim cho thầy Alex nha mọi người. Mỗi người 20 tim cho thầy nha mọi người nha. So, hôm nay chúng ta sẽ đến với, sẽ quay lại viết writing đúng không? Kỹ năng writing. Trong livestream thì thầy cố gắng là livestream hai kỹ năng. Trời ơi, hơn 200 người xem à mọi người. Yes, chịu khó comment tích cực nha mọi người nha. Yeah. Trên buổi livestream thì thầy cố gắng thầy livestream cái hai kỹ năng là khó nhất, đó là kỹ năng writing và kỹ năng speaking. Đó để chúng ta có thể tự học được đúng không? Nào, đến với hình hôm nay đó là một cái bar chart đúng không mọi người? Công việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là xem cái tiêu đề. The chart below gives information about the age of women in Australia when they gave birth to their first child in 1966, 1986 and 2006. Summarize information. Ok, rồi. Dễ hiểu không ạ? Dễ hiểu không cả nhà? Thông tin về cái số tuổi của phụ nữ ở Úc này khi mà họ đẻ đứa con đầu tiên vào trong 3 năm khác nhau. Ok, dễ hiểu đúng không? Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là gì ạ? Chúng mình cần rephrase cái đề bài lại đúng không? Cái mà chúng ta vừa đọc với thầy ấy mọi người. Nào, rephrase lại nhá. Thầy sẽ thử viết nhá. So the bar chart give information, thầy sẽ là indicate đi. Indicates the age of women, thầy sẽ viết ngược lại là women's ages in Australia. Australia không paraphrase được, mình giữ nguyên đúng không mọi người? Australia khi mà đó họ đẻ đứa con đầu lòng đúng không? So when mình cố gắng paraphrase đi được cái gì? Paraphrase when they had their first child đi đúng không? First kid, first child from 1966 to 2006 được không ạ? Một câu rephrase như này đã đủ ý cho mọi người. Cái bảng này thể hiện cái tuổi của phụ nữ ở Úc khi mà họ đứa con đầu lòng, đứa con đầu tiên, được chưa? Dễ hiểu đúng không mọi người? Ok đúng không? Ok mà, paraphrase như vậy cũng ok mà đúng không? So, tiếp nha mọi người nha. Câu số 2, cái việc cần làm thứ hai đó là chúng ta sẽ cần sẽ cần phải overall đúng không? Tổng quan đúng không mọi người? Tổng quan thì cố gắng là viết được hai câu giúp thầy nha mọi người nhé. Hai câu nhá, được chưa? Đó, two sentences, được chưa? Nào, câu đầu tiên là thầy sẽ thử nghĩ nào. Đầu tiên chúng mình trước khi viết thì chúng mình quan sát với thầy đi, quan sát xem. Đầu tiên thì thầy muốn chúng ta nhìn về cái xu hướng đi mọi người. Xu hướng xem nào, năm một cái tuổi thầy đang thấy là kiểu hồi xưa này, thầy đang nhìn thấy là hồi xưa thì có vẻ là người ta đẻ khá là sớm đúng không? Người ta có con khá là sớm. Từ tuổi gọi là 19, 24 là đã có con rồi đúng không? Và ngày nay thì nó gần nó ít phổ biến hơn đúng không? Đó, đúng không mọi người? Chúng mình quan sát cái xu hướng thôi. Đó. Ok, rồi đến ngày nay thì kiểu ngày nay thì cái độ tuổi mà 30 tuổi trở lên đi đúng không? 30 tuổi trở đi thì nó có vẻ có con thì có vẻ phổ biến hơn. Và cái độ tuổi mà ngoài 40 thì nó vẫn thế, nó kém phổ biến đúng không? Đó, để mình cứ quan sát thôi. Nào bây giờ thử viết nhé, sau khi quan sát xong mình phải đặt bút viết đúng không mọi người? So looking, thầy có một cái câu hay viết như là looking from an overall perspective, dễ dàng nhìn thấy rằng it is readily apparent that, dễ dàng nhìn thấy rằng đúng không, apparent that hồi xưa mọi người có khuynh hướng là đẻ sớm đúng không? So women in the past đặc biệt là particularly young women, no? Very young women, đặc biệt là những người trẻ này, women có khuynh hướng tended to đúng không, have their first children, child đúng không, children child cũng được, sớm, earlier in life đúng không mọi người, in life, được chưa? Đó. Rồi, vậy là thầy có được một câu rồi, earlier, thiếu chữ R đúng không?
Ok, vậy là thầy Alex đó là một câu đúng không mọi người, cùng xem lại nhé. Nhìn tổng quan này dễ dàng thấy rằng phụ nữ trong quá khứ này, đặc biệt là những người trẻ thì có khuynh hướng là có con đầu lòng khá là sớm trong cuộc đời. Đó. Câu thứ hai nhé mọi người nhé. Thầy sẽ định nói là những cái tuổi mà tầm 30 trở đi ấy, những cái người mà trong những năm 30 thì có vẻ là phổ biến hơn sau này, và những người ngoài 40 thì ít phổ biến hơn. Đó. So, also noticeable is that đảo ngữ đúng không mọi người? Có con ở tuổi 30 đi, nói thế được không ạ? Có con ở tuổi 30 thì trở nên gọi là phổ biến hơn đúng không? Đúng không? So having children nhé. Having a child hoặc là children chắc là cũng không sao đâu. Having a child in the 30s và những năm 30 đúng không? Trở nên became much more popular đi. Common và popular đều được đúng không? Popular. Trong khi này nó có vẻ không phổ biến đối với những người ngoài 40 đúng không? It remain, nó vẫn luôn đấy, bởi vì chúng ta thấy này, từ năm này thầy đã tả là vẫn luôn phổ biến, vẫn luôn kém phổ biến đúng không? So it remain uncommon đi. Sau tuổi 40, after the age of 40, được không ạ? Xem lại được nha em, xem lại được nha, nhưng mà nếu mà xem được trực tiếp thì xem đi đúng không? Có gì khó còn hỏi thầy chứ đúng không? Yeah. Rồi, ok không mọi người? Ok ha. Câu overall như vậy cũng được đúng không mọi người ha? Yeah. Được không ạ? Đó, rất là tự nhiên, kiểu thầy viết văn của thầy, thầy cũng viết rất là tự nhiên thôi. Chứ thầy cũng không sử dụng cái từ gì đó nó gọi là rồng bay phượng múa đâu mọi người. Sử dụng từ bình thường thôi. Đó. Nào, xuống ở đây nhé mọi người. Sau khi chúng ta có phần overall rồi đúng không mọi người? Cái việc chúng ta cần làm tiếp theo đó là chúng ta thả chi tiết đúng không? Thì thầy hay gọi nó details. Thả chi tiết thì có thể là hai tân bài là đủ rồi. Đó, cũng đừng nên viết quá dài. Khi mà chúng ta thả chi tiết thì chúng ta hãy nên gọi là dự định xem là mình trong thân bài đấy mình sẽ tả cái gì. Thầy ví dụ là thầy ở đây thì thầy thấy là nó đang phân theo gọi là các nhóm tuổi này và cái thời gian của các nhóm tuổi. Đó thì thầy nghĩ là thầy sẽ tả theo nhóm tuổi. Và trong cái nhóm tuổi có thể tả là thời gian đó tăng lên tăng xuống như thế nào thì nó dễ hiểu hơn, người nghe cũng dễ nghe hơn đúng không? It remain uncommon, remain đi về tính từ được nha em. Yeah, remain đi được về tính từ nha. Yes. Ok ha. Nào, detail 1 thì thầy sẽ nghĩ là thầy sẽ tả những cái bạn under 19 đi đúng không? Dưới 19 tuổi này và cái người từ 19 đến 24 đi. Đó. Được chưa? Thầy sẽ nhóm như vậy nhá. Detail 2 thì thầy sẽ nhóm là từ 25 đến 30 và cái người còn lại đúng không? Các còn lại nhá, thầy ghi lại còn lại cho nó dễ. Remaining nhá. Đó, được chưa? Đó, mình phân bổ cái kế hoạch như vậy để cho dễ 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 làm, dễ viết đúng không? Nào, bây giờ bắt đầu tả này. Ở đây thì rất là dễ thôi thầy, những cái bài mà theo thời gian như vậy thì chúng ta cứ tả theo thời gian thôi, sẽ tả là những cái người mà dưới 19 tuổi thì bắt đầu ở điểm nào, tăng giảm trong trường hợp là giảm, giảm xuống điểm nào và giảm xuống điểm nào. Đó. Remain cộng với tính từ được mà đúng không em? Remain cộng tính từ được mà. Đó. Nào bắt đầu nhá. Looking initially, thầy hay có câu như vậy. Nhìn đầu tiên nhìn về at initially thiếu cái gì đây? Initially, I need to check. Looking initially at năm 1996 đi. Năm 1966 này. Cái nhóm 19 tuổi đúng không? At the year 1966 này. So cái nhóm tuổi 19 tuổi là bao nhiêu đây? 33% nhá, thầy gọi là 33 nhá. 33% of women under 19 had their first child đúng không? Có con đầu lòng đúng không? Rồi, chấm một cái này. Rồi con số này sẽ giảm xuống bao nhiêu đúng không? This figure giảm xuống, chúng ta sử dụng từ gì đây? Decline đi, hôm nay sử dụng decline nhá. Decline mạnh xuống precipitously. Giảm mạnh thì thầy có một cái từ là precipitously. Giảm mạnh to bao nhiêu nhỉ? 20% đúng không? To 20% by 19 gì? 1986
And giảm xuống bao nhiêu luôn, nói luôn. And bao nhiêu đây? Giảm xuống trên 10%, 11% nhá. By 2006. Đó, chấm xong. Chúng ta thấy không? Một câu chúng ta hãy tả kiểu thật là ngắn gọn, tiết kiệm thời gian. Đó. Bởi vì task 1 cũng không có nhiều thời gian để viết đúng không? Cho nên là thầy đã chạm vào cái gì đấy, thầy đã bảo thầy nó viết theo cái nhóm tuổi. Nói đến tuổi 19 thầy sẽ tả hết cho nó luôn. Nó giảm tăng cái gì? Đó, viết liệt kê hết ra luôn. Rồi, sau đấy thì trong bài này mình sẽ tả nhóm 19 24 nữa đúng không? Thế là xong. Nào, phụ nữ age 19 24 này. Gì đây nhỉ? Cũng gì, họ 19 24 màu cam cũng giảm đúng không mọi người? Thì thầy sẽ nói là có một cái xu hướng tương tự. So a similar có một cái sự giảm tương tự này. Đó, xong rồi bắt đầu nói ra descending, có một từ falling cũng được, descending cũng được đúng không? Descending from gì? Dạ, giảm từ 62% đúng không? To bao nhiêu? To hơn 35-36% một xíu đúng không? And finally bao nhiêu đây? Và cuối cùng giảm tới gì đây? Dưới 30 đúng không? 28 nhá, cho 28 nhá. Phần trăm, được chưa? Đó, xong. Dễ hiểu không mọi người? Được chưa? Rất là ngắn gọn đúng không mọi người? Thế thôi, mình chỉ cần thế thôi đúng không? Đâu cần gì phải gọi là phức tạp hóa vấn đề đâu. Chỉ cần nhìn như vậy là được rồi đúng không cả nhà? Nào, trước khi thầy viết tiếp, chúng ta thả tim thầy nha mọi người. Tích cực thả tim và đặt câu hỏi cho thầy Alex nha mọi người nha. Nào, có bạn nào gì có thắc mắc về cái phần mà thầy vừa viết không? Đầu tiên nhìn về năm 1966 thì có 33% phụ nữ dưới 19 tuổi có đứa con đầu lòng. Con số này giảm mạnh xuống còn 20 vào năm 1986 và 11 năm 2006. Ngoài ra thì phụ nữ, chúng ta có chữ ngoài ra, moreover cũng được nhưng mà không cần cũng không sao. Phụ nữ buổi tuổi 19-24 thì có một cái sự giảm tương tự, giảm từ 62 xuống còn 36 và cuối cùng là 28%. Ở đây thì chúng ta không cần cho dữ liệu về năm bởi vì thầy đã sử dụng từ finally. Thì người đọc người ta đã hiểu, à cuối cùng là kết thúc ở mức 28%. Đó. Ok không mọi người? Được ha? So, viết tiếp nhé. Thầy viết tiếp nhé. Thân bài 2 nào mọi người nào? Thân bài 2 nào? Những cái tuổi còn lại đúng không? Mình có 25-30 này. Mình đổi từ so. À, có một câu hỏi rất là hay. Experience em. Experience này. Witness này, được chưa? Được không ạ? Được chưa? Đó, mấy cái từ. Thầy đẹp trai quá. Thank you em. Yeah, tập trung vào học nha em. Yes. Daniel học. Daniel tập trung vào học nhé. Thầy đẹp trai quá. Thank you nha. Yes. Đó. Thầy chữa task 2. Task 2 để bữa sau nhé. Hôm nay chỉ chữa task 1 thôi. Mỗi hôm thì thầy sẽ chữa một dạng bài. Đó, để các bạn xem đỡ bị mệt. Và học sinh của thầy xem lại cũng kiểu cũng dễ hiểu. Đó. Có nhiều bạn của thầy kiểu các bạn ấy xem lại cái này rất là tốt đấy mọi người. Rất là tốt. Không có trend thì sao hả thầy? Là sao? Không hiểu, đặt câu hỏi không hiểu lắm em. Hoài Anh đặt câu hiểu, không đặt câu hỏi không hiểu cho lắm. Ok. Nào tiếp nha mọi người nhá. Thân bài 2 này tả những thứ còn lại đúng không? Thì trước khi bắt đầu thầy hay có một cái từ đó regarding, liên quan về the remaining gì đấy. Đây là nói về các nhóm tuổi thì thầy sẽ có một từ đó là demographics, yeah, gọi là nhân khẩu học đúng không? Demographics. Regarding the remaining demographics, yeah, liên quan về những cái nhân khẩu học còn lại. Nhân khẩu học nó bao gồm tuổi, giới tính đúng không? Bắt đầu tả từ thằng 25-30 thôi đúng không? 25-30 này thì nó là mức này này, nó tăng này xong nó giảm, được chưa? Đó, tả như vậy. In terms of nghĩa là như nào nhỉ? Thầy không hiểu lắm em. In terms of ở đâu? À, in terms of và những cái được em ạ. Regarding đúng không? Em thể nói in terms of the remaining demographics được em ạ. Đó. Liên quan về đúng không? In terms of được. Tiếp nhá. Thằng màu xám đúng không? So nó là mức 3 cho là 36 đi nhá. 36% of women between, không cần từ age cũng được, between 25-30 đúng không? Between 25 and 30 years old. Cái kiểu này viết này là hơi giống cái kiểu trên nhỉ? Thầy định đổi cái viết kiểu viết một xíu. So, there was đi.
Then what 66% of women age years old who gave birth to their first son for this child for the first time được không? Được mà. Đúng không? Được cái này cũng được đúng không? Có 36% người từ 25-30 tuổi này, những người mà đẻ lần đầu tiên đúng không? Đó, vào năm gì đây? 1966 đúng không? Đó, tiếp đến là nó tăng bao nhiêu? Rising to, dạ phân tử rút gọn đúng không mọi người? Rising to 50% in 1986 trước khi preceding đúng không? Trước khi preceding giảm đi đúng không? Đây là giảm đúng không? Falling đi. Preceding falling back to church. Thầy đang định nói là kiểu nó giảm xuống trên cái mức khởi điểm một xíu đúng không? Đó. Just above the initial figure đúng không ạ? Được chưa? Viết này dễ hiểu không? Liên quan về những cái khâu nhân khẩu học còn lại này, có 36% tuổi từ 25-30 đẻ lần đầu tiên trong vào năm 1966 này, tăng tới 50% vào năm 1986 trước khi giảm giảm quay lại trên cái điểm bắt đầu. Đó, được chưa? Để kết thúc chu kỳ, to conclude the period. Yeah, được chưa? Chấm xong. Được không? Ok không ạ? Yeah, ok không em? Preceding này, trước khi chúng ta thay từ before này cho nó dễ hiểu này mọi người. Thay từ before cho nó dễ hiểu nhá. Được chưa? Đó. Được không ạ? Trước khi rơi quay trở lại trên cái điểm bắt đầu để kết thúc chu kỳ. Đó. Thế này chúng ta nhìn cái hình này, nó bắt đầu từ đây này, nó tăng lên xong nó quay lại gần như cái điểm bắt đầu, thì thầy cứ bảo nó là just above the initial figure đúng không? Trên điểm bắt đầu một xíu. Initial là điểm bắt đầu em. Bắt đầu, tính từ bắt đầu gì nữa. Nào, tiếp nha mọi người nhá. Sau đó là xong rồi, bây giờ tả thằng 30-34 để thầy xem có cách nào để nói cho nó khác đi một xíu. Thì 30-34 age group, nhóm tuổi được không? Này được không? Nhóm tuổi 30-34 này thì đã bắt đầu tả. Nhóm tuổi 30-34 thì nó tăng đúng không mọi người? Thầy sẽ bảo là nó có cái sự tăng lớn nhất nhá, được không? Đó. Experience đi. The greatest highest increase or greatest increase cũng được. Đó. Greatest thừa chữ S. Greatest increase, được chưa? Which gấp 3 nhá mọi người, thầy sẽ sử dụng từ gấp 3, which more than triple đúng không? Triple. Đó, xong. Bắt đầu liệt kê số liệu ra. 11 đi cho 12% đi, 12% này. Tu bao nhiêu? Tu dưới 20 cho 18 nhá. Tu bao nhiêu đây? Thằng này là cho là 45 đi. Đó, 45. Ok không ạ? Dễ hiểu không, mọi người. Đó. Cái nhóm tuổi 30-34 thì trải nghiệm cái sự tăng gọi là sự tăng lớn nhất, cái mà hơn gấp 3 từ 12 đến 18 đến 45. Thầy xếp nhóm 30-34 vào nhóm không em ạ. Thầy sắp xếp theo thứ tự người ta sắp xếp này cho nó dễ. Cho này dễ hiểu, dễ đọc nữa ấy. Nó đang theo kiểu gọi là theo cái mạch này. Đúng không? Từ dưới 19, 24, 25, 30 đó, theo cái mạch rồi. Viết writing để viết ngoặc để được đúng không? Được mà em, được mà. Được mà mình mở ngoặc ra mình tả dữ liệu được mà, thoải mái mà. Có gì đâu. Nào, tiếp nhá mọi người nhá. Sau thằng 30-34 bây giờ thằng 34-39 đúng không? 34-39 là trước khi viết nào. Thầy thấy là 34-39 này nó cũng tăng đúng không mọi người? Cho nên thầy sẽ bảo là cái xu hướng tương tự cũng có thể nhìn thấy ở nhóm 34-39 đó. Được không ạ? A similar trend, yeah, xu hướng can also be seen in ages, nhóm tuổi 34-39 được không ạ? Đó. Rồi bắt đầu nói ra thôi. Nhóm 34 nó tăng từ gì đây? Tăng từ dưới 10 là cho là 9 đi nhá.
Tăng vọt đi, nói từ tăng vọt, searching from dưới 10 là gì nhỉ? 9% này. Tu bao nhiêu ạ? Tu ở đây thì chúng ta có thể skip cái dữ liệu ở giữa cũng được, không có vấn đề gì nha mọi người, hoặc là chúng ta thích thì liệt kê ra. Nhưng mà lần này thầy muốn tả cho nó khác đi, nên thầy sẽ skip cái dữ liệu năm 1986. Thầy sẽ nói là tăng vọt đến 30% luôn nhá. Đó. Over gọi là hoặc là sau đi. After 40 years, được không ạ? Đó. Tả cho nó khác ấy mọi người. Chúng mình nhìn câu này có hiểu không? Một xu hướng tương tự cũng có thể nhìn thấy ở độ tuổi 39, 34, 39. Tăng vọt từ 9% tới 30% sau 40 năm. Đó. Tả cho nó khác đi ấy mọi người. Cho nó khác đi. Rồi, cái cuối cùng thôi đúng không? Nhóm tuổi 40. 40 thì nó có tăng một xíu thôi đúng không mọi người? Nó tăng một xíu. Thầy sẽ bảo là nhóm tuổi 40 thì có một cái sự tăng rất là khiêm tốn, khiêm nhường đúng không? Từ bao nhiêu đến bao nhiêu đấy xong suốt cả chu kỳ. Đó. So, ultimately, khi mà tả cái dữ liệu cuối cùng nhá, thì thầy hay sử dụng đó từ ultimately cuối cùng là. Đó. Ultimately, women nhìn thầy là đủ hiểu rồi ạ. Học tập trung học nha em, Daniel tập trung học nhé. So women over 40, phụ nữ trên 40 tuổi, had, nhớ và chia quá khứ nhé, minimal growth, được không ạ? Có cái sự tăng trưởng khiêm tốn, minimal là kiểu ít đúng không? Đó, sự tăng trưởng rất là ít. Từ bao nhiêu đây? Cho là 3% đi nhé, được không mọi người? Từ 5% throughout the survey period, được không ạ? Xong. Done. That's it, guys. That's it. Very easy. Yeah. Nicely done, right? Nicely done. Rất là dễ hiểu, đúng không mọi người? Rất là dễ hiểu. Từ vựng rất là bình thường, đúng không mọi người? Đúng không? Nào, bây giờ cùng nhìn lại bài với thầy nhá. Thầy sẽ đọc lên, thầy sẽ dịch lại để cho chúng ta hiểu hơn nhá. Được chưa? Đề bài là hiểu rồi, đúng không? Xem cái đề bài là hiểu rồi, đúng không? Nào, đầu tiên là mở bài này. Đó. Cái bar chart thì nó thể hiện cái tuổi của người phụ nữ ở Australia khi mà họ có đứa con đầu lòng từ 1966 đến 2006. Dễ hiểu đúng không? Nào, xuống overall nhá. Nhìn sao cái này nó có bị hiện. Đầu tiên này thì nhìn về nhìn tổng quan này thì rõ ràng thấy rằng it is readily apparent that, là dễ dàng thấy rằng phụ nữ trong quá khứ, đặc biệt là phụ nữ trong quá khứ, đặc biệt là những người rất là trẻ này, thì có khuynh hướng là có đứa con đầu tiên rất là sớm trong cuộc đời. Đó. Cụm 30 có em ạ. In the 30s có nghĩa là những trong độ tuổi những năm ngoài 30. Đó. Thì người ta hiểu là tuổi 30 mà. Hiểu em ạ. Đó. Cũng dễ dàng nhìn thấy rằng này, có đứa con đầu tiên trong những năm tuổi 30 này thì trở nên phổ biến hơn. Trong khi điều này thì nó vẫn còn không phổ biến sau độ tuổi 40. Đó. Dễ hiểu đúng không mọi người? Dễ hiểu. Cái thì in the 30s này là trong những độ tuổi 30 này. Ví dụ như thầy là in the 20s. Thầy đang trong độ tuổi từ 20 đến 30. So in the 20s. Yeah. Yes. Nào, tiếp nhá. Cho cái hình xuống đây dễ hiểu nhá. Nào, thân bài 1 nào. Ở đây thì chúng ta có nhớ thầy nói không? Thầy sẽ nhóm tuổi theo... Thầy sẽ nhóm cái những cái yếu tố để tả ấy, theo cái độ tuổi, được không ạ? Đó. Đầu tiên thì tả từ 19 tuổi này. Đầu tiên nhìn về năm 1966, có 33% phụ nữ dưới 19 tuổi có đứa con đầu lòng. Số liệu này giảm mạnh. Decline precipitously. Đó là giảm mạnh. Giảm mạnh xuống còn 20% vào năm 1986. Và 11% vào năm 2006. Xong, vậy là dưới 19 tuổi xong rồi nhá. Bây giờ là đến phụ nữ từ 19-24 này. Phụ nữ 19-24 thì trải qua hoặc là chứng kiến một cái sự giảm tương tự. Giảm từ descending cũng là giảm này, bằng từ falling hoặc là dropping. Giảm từ 62% xuống còn 36% và cuối cùng là 28%. Được chưa? Dễ hiểu đúng không mọi người? Vậy là xong rồi, bây giờ còn tả 3-4 cái dữ liệu còn lại thôi. Liên quan về những cái nhân khẩu học còn lại thì có 36% phụ nữ từ 25 đến 30 tuổi.
Women age là những người phụ nữ trong độ tuổi ấy, em. Women age là như thế. Between 25 and 30 này, những người mà đẻ lần đầu tiên vào năm 1966 và tăng tới 50% vào năm 1986, trước khi preceding là trước khi giảm quay trở lại trên cái điểm bắt đầu một chút để kết thúc chu kỳ. Đó, câu này là như vậy. Rồi, nhóm tuổi 30-34 thì có cái sự tăng lớn nhất. Cái mà triple là gấp 3 nhé mọi người nhé. Nếu mà chúng ta không biết từ này, nó là gấp 3, đúng không? Động từ nhé. Nó động từ gấp 3. Đó, triple, động từ. Cái mà gấp 3, xong rồi thầy mở hoặc là đưa dữ liệu 12 đến 18 đến 45, xong. Vậy là xong thằng tiếp theo. Bây giờ thằng 34-39 này, xu hướng tương tự, bởi vì câu trước đều đang nói về tăng, đúng không? Thì thầy cũng thấy là con 34-39 này cũng tăng, cho nên thầy sẽ nói là xu hướng tương tự cũng có thể nhìn thấy ở độ tuổi 34-39 tăng mạnh, đúng không? Sử dụng từ rất là đúng, đúng không? Bởi vì thầy thấy nó tăng cao mà, thì thầy sẽ sử dụng tăng mạnh. Searching from 9 tới 30 sau 40 năm. Thầy skip cái dữ liệu ở cột giữa, ở năm giữa đi. Cuối cùng này, phụ nữ trên 40 tuổi thì có cái sự tăng trưởng rất là ít, từ 3 đến 5% trong suốt cả cái quy trình được khảo sát. Có dạng ba chart nào mà thời gian nó thành cột như bài này không ạ? Nói chung là ba chart thì nó có nhiều loại lắm em. Thầy không nhớ được các loại ba chart đâu mà kiểu mình cũng không cần nhớ để làm gì cả. Mình cứ thấy bài mà mình tả cho. Em cứ tưởng tượng là em muốn, nếu mà chúng ta muốn viết nhanh nhá, chúng ta hãy tưởng tượng là ví dụ mình là người đọc đi. Mình là người đọc cái bảng này thì mình sẽ sắp xếp như thế nào để cho người ta dễ hiểu nhất, người đọc dễ hiểu nhất, dễ follow nhất, đó. Đúng không? Ví dụ là thầy ở đây thì thầy sẽ nhóm là theo độ tuổi này, tả hết độ tuổi 19 đến độ tuổi 19-24 rồi đến 25-30, đó, đó, and so on, được chưa? Thì nó dễ nhất, đó. Nào, xem lại cái đề bài nhá. Xem cái bài, cái phần intro nhá. Ok, rồi chúng mình có chụp ảnh màn hình lại thì chụp nhá mọi người. Có chụp lại thì chụp nhá. Thầy khuyên một cái, nếu mà chúng ta đã xem bài này của thầy rồi ấy, thì chúng ta hãy thử viết lại cái đề này đi. Hôm nay đã xem thầy viết rồi đúng không? Thì buổi chiều hoặc buổi tối hãy thử lấy bút vở ra viết lại cái bài này xem sao. Đó. Có thể trước khi viết lại thì có thể đọc lại qua bài của thầy. Đó. Thầy tạo dáng đi đúng không? Hello. Yes. Được chưa? Được chưa? Daniel em. Yes. Ok. Yeah, được chưa em? Ok chưa? Tạo dáng nào. Tạo dáng chụp ảnh màn hình lại nhé mọi người. Chụp ảnh màn hình lại mọi người cần học nhé mọi người nhé. Yeah. Ok, là thầy kéo kéo xuống để cho xem nốt nhá. Được chưa? Đó. Ok, cứ te quá trời luôn đúng không? Cứ te mọi người. Ok, rồi. Buổi livestream của thầy thì thầy không muốn để cái buổi nó quá dài ấy mọi người. Ôi nhưng nó có rất nhiều dạng bài, mỗi dạng nó lại một kiểu viết khác nhau. Đúng đúng rồi em, nên thế. Em nên mỗi bài, thầy nghĩ như thầy bảo ấy, em phải là người xem hình và em xem là em tả như thế nào để cho nó thuận tiện nhất theo cái kiểu cách đọc đó, chứ cũng không có một cái công thức gì lắm đâu, và thầy cũng không tin về công thức cho lắm. Mình không nên sử dụng công thức. Thầy ở đây là thầy chỉ cho chúng ta cái dàn bài thôi, bố cục bài thôi đúng không? Đó, bố cục bài thôi. Còn tả thì hãy nên để cái văn phong tự nhiên thì mới được điểm cao đó. Ok mọi người, rồi nhớ lịch livestream của thầy thứ 2, thứ 4 và thứ 6 nha mọi người nhé. Hai thân bài này có cần cân nhau, không cần cân nhau em ạ. Đây thầy viết có cân nhau đâu. Không cần cân nhau em ạ. Đó. Em chỉ cần nhóm như thế nào, em nhóm bài như thế nào mà em thấy là kiểu em tả thì nó make sense nhất. Bài này ban mấy? Bài này chắc chắn được trên 7.5, được chưa? Đó, bài này chắc chắn trên 7.5. Ok chưa mọi người? Yeah. Alright guys, nhớ lịch livestream của thầy nhé. Và bạn nào chưa lên follow fanpage của thầy Alex thì chúng ta lên follow nha mọi người nhé. Ủng hộ thầy Alex, lên follow fanpage nha. Đấy là cái nguồn động lực rất là lớn để thầy có thể lên livestream cho chúng ta. Rồi, hẹn gặp chúng ta vào thứ 2 nha mọi người nhé. Thứ 2 vào lúc 11 giờ sáng nha mọi người. So yeah, thank you very much. And làm sao để thành 8.0? Ui em ơi, yes, 8.0 không phải là cứ học là, gọi là kiểu cứ ngồi làm mấy cái bài là được đâu em. Em phải viết rất là nhiều. Yeah, kiên nha em. Yes. Em cứ được, trước khi em được 8.0 em hãy được 6.5 trước đi, 7 chấm trước đi, 7.5 trước đi, rồi bắt đầu mới tính, được chưa? Đó.
Okay, it takes time, right? It takes time, and that would be a long process, right? Long process. Okay, so take care, guys, and I'll see you guys on Monday, yeah? Enjoy the weekend, guys. Bye-bye, mọi người. Bye-bye, guys. Bye, guys.